Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc trong tháng 10 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Vậy là trong năm 2023 năm Quý Mão thì chúng ta sẽ có ngày nào để cắt tóc vào cái ngày vào tháng 10 âm lịch, đúng không ạ? Để cho mọi việc được hành thông thuận lợi nhất. Thì quý vị đã biết đấy, cái tháng 10 âm lịch nó bắt đầu khởi từ ngày 13 tháng 11 dương lịch, đúng không ạ? Và cái ngày mùng 1 thì nó chính là ngày Ất Hợi. Tháng 10 âm lịch nó là tháng đủ, nó là tháng Quý Hợi. Đấy, tháng đủ có 30 ngày nhá. Thì đầu tiên ấy, để lựa chọn ra được cái ngày tốt để tiến hành công việc cắt tóc thì chúng ta cũng dựa vào cái quyển sách là Ngày Tốt Toàn Thư. Thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra cho mình những cái ngày cắt tóc tốt lành nhất. Bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119. Quyển sách Ngày Tốt phiên bản mới này thì được làm bằng in bằng giấy vàng này, thì quý vị đọc thứ nhất là không bị mỏi mắt, thứ hai là gì, nó có cứng cáp, nó đọc nó sẽ cảm thấy là tốt lành hơn đó. Và quý vị hãy mở trang 184 ra, trang 184 thì chúng ta sẽ có 16 tiêu chí để chọn ngày cắt tóc. Như vậy là gì, trong 16 tiêu chí này quý vị sẽ chọn ra được những ngày cắt lành nhất để tiến hành công việc cắt tóc thuận lợi và anh thông, đúng không ạ? Thì ngoài cái ngày tốt cắt tóc thì có những cái bảng biểu khác như ngày tốt kết hôn, ngày tốt cưới hỏi, đến ngày tốt chăn nuôi, ngày tốt mua xe và tất cả những cái lịch đồng công này đó. Thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé, mở trang 184 ra để chúng ta tham khảo quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn cho mình những ngày tốt lành và may mắn nhất. Thưa quý vị, đầu tiên ấy, để chọn ra ngày tốt thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ ra những ngày xấu còn tránh, đúng không? Loại bỏ ngày xấu còn tránh. Thì những ngày xấu còn tránh trong tháng 10 âm lịch, tháng Quý Hợi bao gồm những ngày sau. Đầu tiên là ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong cái tháng, trong tháng 10 âm lịch, nó chính là ngày Thìn và ngày Dậu, đúng không ạ? Ngày Thìn là sát chủ dương, ngày Dậu là sát chủ âm, đúng không ạ? Ngày Dậu là sát chủ dương, ngày Thìn là sát chủ âm, đúng không ạ? Thì bao gồm ngày Thìn thì chúng ta sẽ có 3 ngày, mùng 6 là Canh Thìn, 18 là Nhâm Thìn và ngày 30 là Giáp Thìn. Nó phạm ngày sát chủ thông dùng. Tiếp theo ngày Dậu thì chúng ta sẽ có 2 ngày, 11 là ngày Ất Dậu và 23 là ngày Đinh Dậu, thì nó cũng phạm ngày sát chủ chúng ta dùng. Tiếp đến là ngày Thụ Tử. Ngày Thụ Tử trong cái tháng 9 âm lịch, trong tháng 10 âm lịch thì nó sẽ là ngày Thân. Bao gồm có 2 ngày, mùng 10 là ngày Giáp Thân và ngày 22 là ngày Bính Thân. Tiếp đến chúng ta lại bỏ ngày xấu thứ ba là ngày Nguyệt Phá. Nguyệt Phá thì tháng 10 là tháng Quý Hợi, đúng không? Tỵ Hợi tương xung, vị trí những ngày Tỵ sẽ là những ngày Nguyệt Phá. Nó bao gồm có 2 ngày, mùng 7 Tân Tỵ và 19 là ngày Quý Tỵ. Tiếp đến ngày xấu tiếp theo mà chúng ta cần phải xem xét loại bỏ đó là ngày Con Nước. Ngày Con Nước sẽ bao gồm 2 ngày, 11 và ngày 25 nhé. 11 và ngày 25 thì ngày 11 nó sẽ rơi vào ngày Ất Dậu, ngày 25 nó sẽ rơi vào ngày Kỷ Hợi nhé, thì nó phạm ngày Con Nước, quý vị dùng cũng phải hết sức lưu ý. Tiếp đến là đến ngày Dương Công Kỵ. Ngày Dương Công Kỵ thì nó sẽ rơi vào ngày 23. 23 thì đây, Dương Công Kỵ đây, Dương Công Kỵ, nhưng nó trùng với ngày gì? Trùng ngày sát chủ. Vì thế mà quý vị có thể xem xét lại. Và tốt nhất không nên dùng. Tiếp đến là ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Thiên Địa Chuyển Sát trong cái tháng 10 âm lịch nó bao gồm ngày Bính Tý và ngày Nhâm Tý, đúng không ạ? Bính Tý nó là ngày mùng 2. Chúng ta không dùng, ngày Nhâm Tý thì trong tháng này không có. Ngày xấu tiếp theo là ngày Nguyệt Kỵ. Nguyệt Kỵ thì trong một tháng sẽ có 3 ngày, mùng 5, 14, 23 đó. Thì các cụ nhà ta, ông bà vẫn nói là gì, mùng 5, 14, 23 đi chơi cũng lỗ, hối chi là đi buôn. Vậy nên trong 3 ngày này người ta thường là kiêng kỵ, không làm cái gì việc gì đại sự quan trọng. Đó. Bao gồm cả việc cắt tóc thì nói chung là các cụ nói là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Vì thế mà không dùng sẽ tốt hơn. Nó bao gồm ngày sau này, mùng 5 là ngày Kỷ Mão này. Ngày 14 thì nó sẽ rơi vào ngày Mậu Tý. Và ngày 23 thì nó rơi vào ngày Đinh Dậu. Đó, Đinh Dậu trùng ngày sát chủ này. Tiếp theo là ngày Tam Nương, đúng không ạ? Ngày Tam Nương. Ngày Tam Nương sẽ có 6 ngày, mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Thì ngày mùng 3 nó rơi vào ngày Đinh Sửu này. Ngày mùng 7 nó rơi vào ngày Tân Tỵ này, là trùng ngày Nguyệt Phá. Ngày 13 thì nó sẽ rơi vào ngày Đinh Hợi. Ngày 18 là ngày Nhâm Thìn. Ngày 22 nó rơi vào Bính Thân. Và cuối cùng là ngày 27 thì nó sẽ rơi vào ngày Tân Sửu. Đó là những cái ngày xấu mà chúng ta cần phải tránh, cần phải loại bỏ ra, đúng không ạ? Thì sau khi loại bỏ tất cả những ngày xấu rồi thì quý vị hãy mở trang sách là 184 ra, đúng không ạ? Mở trang 184 ra để chúng ta cùng tìm ra những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc, đúng không ạ? Thì để chọn ra những cái ngày tốt để tiến hành công việc cắt tóc cạo râu ấy thì chúng ta cần chọn ra những cái tiêu chí sau này, đúng không ạ? Thì đầu tiên ấy, trong cái thằng ngày tốt cắt tóc cạo râu nó còn một vài cái tiêu chí mà chúng ta cũng cần phải loại bỏ nữa. Đó. Cũng như là gì? Để cho mọi việc được hanh thông hơn thì người ta cũng kỵ cái những ngày, thứ nhất là ngày Nguyệt Sát, ngày Nguyệt Hình, đúng không ạ? Thì ngày Nguyệt
nguyệt hình trong thời gian này nó là ngày hợi thì chúng ta không dùng này. Đó. Ngày nguyệt yếm thì nó sẽ là ngày sửu, thì ngày sửu chúng ta cũng sẽ phải xem xét thật kỹ nhá. Đúng không? Tiếp đến là ngày kỵ cắt tóc thì chúng ta kỵ ngày đinh. Ngày đinh thì chúng ta kỵ là 1, thứ hai là ngày 12 và ngày 15. Ngày 12 thì chúng ta không dùng nhá. 12 thì nó rơi vào ngày Bính Tuất này. Và ngày 15. Ngày 15 thì nó rơi vào ngày Kỷ Sửu, chúng ta bỏ rồi. Và những ngày đinh, ngày đinh thì chúng ta sẽ có ngày sau này. Ngày đinh thì chúng ta có ngày 23 này là ngày Đinh Dậu này, ngày 13 là ngày Đinh Hợi và ngày mùng 3 thì nó là ngày Đinh Sửu, thì đều là những ngày xấu chúng ta không dùng được. Đó. Tiếp đến là chúng ta kỵ đến cái ngày kiếp sát, ngày tai sát, ngày nguyệt sát. Thì kiếp sát, tai sát, nguyệt sát trong tháng 10 âm lịch nó rơi vào ngày Thân, Dậu, Tuất. Đó, ngày Thân, ngày Dậu, ngày Tuất, đúng không ạ? Ngày Thân, ngày Dậu, ngày Tuất, như vậy là ngày Tuất thì phạm gì? Phạm kiếp sát. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là gì? Chúng ta vừa loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Và cái ngày cắt tóc ấy thì nó rất phù hợp với những ngày sau này. Đầu tiên là nó phù hợp với cái ngày, thứ nhất là ngày gì? Ngày giải thần. Ngày giải thần thì trong tháng 9, tháng 10 thì nó sẽ là ngày Thìn. Ngày Thìn, những ngày Thìn thì phạm ngày sát chủ, chúng ta không nên dùng. Thứ hai là gì? Đến cái ngày trực trừ ấy, ngày trừ thần ấy. Ngày trừ thần thì nó sẽ là ngày Tý, đúng không ạ? Kiến trừ. Ngày trừ thần là ngày Tý. Nhưng ngày Tý thì chúng ta có ngày nào? Ngày Tý chúng ta sẽ có ngày 26. 26 là ngày Canh Tý. Là ngày tốt cắt tóc đầu tiên. Đó. Tiếp theo chúng ta chọn đến những cái ngày mà ngày tốt, như là ngày Thiên Đức Hợp, Quỷ Đức Hợp, đúng không? Trong tháng 10 thì ngày Thiên Đức thì nó sẽ là ngày Ất. Ngày Thiên Đức Hợp thì nó sẽ là ngày Canh. Như vậy chúng ta xem ngày Ất. Ngày Ất thì chúng ta có ngày 21 ngày Ất Mùi này, 11 là ngày Ất Dậu và ngày mùng 1 là ngày Ất Hợi. Như vậy mùng 1 thì người ta kia không có tóc rồi, đúng không ạ? Như vậy thì còn ngày 21. 21 là ngày Ất Mùi. Đó. Tiếp đến là ngày Thiên Đức Hợp là những ngày canh. Ngày canh thì chúng ta sẽ có những ngày sau này. Ngày canh thì chúng ta có ngày 16 là ngày Canh Dần này, mùng 6 là ngày Canh Thìn và ngày 26. Đấy, thế như vậy là gì? Chúng ta còn ngày 16 nữa là ngày Canh Dần. Tiếp đến ngày nữa là ngày Nguyệt Đức. Ngày Nguyệt Đức thì nó sẽ là những ngày Giáp. Những ngày Giáp, đúng không ạ? Ngày Giáp thì chúng ta sẽ có ngày mùng 10. Mùng 10 là ngày Giáp Thân và ngày 20 là ngày Giáp Ngọ. Như vậy ngày 20 Giáp Ngọ chúng ta dùng được. 20 là ngày Giáp Ngọ. Đó. Và tiếp theo chúng ta chọn ngày Nguyệt Đức Hợp thì đó chính là những ngày Kỷ. Ngày Kỷ thì chúng ta sẽ có những ngày sau này. Ngày Kỷ thì chúng ta sẽ có Tân Quý, Nhâm Quý, Kỷ. Chúng ta có ngày 15 là ngày Kỷ Sửu này và ngày 25 là ngày Kỷ Hợi. Thì hai ngày này đều không dùng được nhé, nó bị phạm sát không dùng được. Đó. Tiếp đến một ngày tốt nữa mà cắt tóc được thì chúng ta cũng có thể chọn, đó là ngày Thiên Xá. Ngày Thiên Xá nó là ngày Giáp Tý, trong tháng này không có, đúng không ạ? Và một ngày nữa ngày Thiên Nguyện là ngày Nhâm Dần thì cũng thể dùng được, đó là ngày 28. 28 là ngày Nhâm Dần. Đó. Đó là 5 ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc trong cái tháng 10 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Thì ngoài ra ấy thì những cái ngày khác thì chúng ta cũng có thể chọn bình thường nhé, như những ngày không bị phạm. Ví dụ ngày mùng 4 Mậu Dần này, mùng 4 Mậu Dần này, 16 Canh Dần thì cũng chọn được này. Hoặc là 17 Tân Mão và 29 Quý Mão thì chúng ta cũng chọn được nhá. Hoặc là ngày mùng 8 này, mùng 8 nếu quý vị nào muốn cắt vào đầu tháng ấy thì chúng ta có thể chọn ngày mùng 8 này, mùng 9 này. Đó, ngày 21 này. Đó. Và ngày 24 này, cũng có rất nhiều ngày nữa. Nhưng mà đây ấy, trong 5 ngày này thì đây là 5 ngày cắt đành nhất. Còn quý vị vẫn có thể chọn được những cái ngày này nhé, những cái ngày mà không bị phạm sát này, quý vị tiến hành công việc cắt tóc, cạo râu nó cũng sẽ được thuận lợi và may mắn. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là vừa rồi Tử Thông đã cùng chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc, cạo râu trong cái tháng 10 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão bằng cách sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư. Thì quý vị sẽ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để tham khảo thêm cách xem ngày tốt trong quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư. Đó, để tự tìm cho mình những cái ngày giờ tốt nhất. À, quý vị cũng có thể mở trang 127 để biết được thêm cách chọn giờ tốt, tự chọn cho mình những cái giờ tốt lành nhất để công việc nó được thuận lợi và may mắn hơn. Đó. Bên cạnh đó thì cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư ấy cũng có phần là thêm phần mới, đó ạ, đó là cái phần đồng công. Để xem ngày tốt đồng công thì đây có một cái lịch đồng công mới, À, đây là tôi vì lấy ví dụ tháng 9 ạ, các tháng khác cũng tương tự nhá. Thì bên cạnh cái việc ngày tốt ngày xấu cần tránh ấy thì nó cũng ghi về rõ là âm dương ngũ hành của từng ngày và ghi rõ cát hung của từng ngày theo đồng công nhá. Đây là cái cát hung này tốt xấu này là theo đồng công nhá. Vì thế mà quý vị chỉ việc
nhập cái lịch ngày vào đấy thôi, thì tự nhiên nó sẽ hiện ra tất cả những ngày tốt xấu đây. Thì quý vị cứ thế mà lựa chọn thôi, rất dễ dàng. Và để chắc ăn hơn thì quý vị có thể đối chiếu lại với cái đồng công này để nó tìm ra cho mình những ngày tốt lành nhất đó. Thì đây là cũng là một cái phát minh mới, đúng không? Đây cũng là một cái bảng lịch mới của Tử Thông cũng như là của thầy Gia Cát đấy, mới update thêm cho quyển sách ngày tốt tuần thư. Và sách bây giờ đã được in nhé, đã được in và khâu nhé, đã được khâu rất là chắc chắn, cũng như là dán keo, vừa khâu vừa dán keo rất chắc chắn nhé. Vì thế mà quý vị có thể hoàn toàn yên tâm cái quyển sách này tuổi thọ cũng sẽ rất là lâu bền. Thứ hai là in bằng cái giấy này thì quý vị đọc cũng dễ dàng hơn và không bị mỏi mắt, không bị đau mắt đó. Thì quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái quyển sách ngày tốt tuần thư, để tự học cái xem ngày tốt đấy một cách là gì thuần thục nhất, để tự xem ngày cho mình mà không phải nhờ bất kỳ một thầy nào đó. À, thưa quý vị, như vậy là gì, trong tháng 10 âm lịch có 5 ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc. Đó là những ngày sau: đầu tiên là ngày 26 là ngày Canh Tý, thứ hai là ngày 21 là ngày Ất Mùi, thứ ba là ngày 16 là ngày Canh Dần, thứ tư là ngày 20 là ngày Giáp Ngọ, và thứ năm là ngày 28 là ngày Nhâm Dần. Đó là 5 cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc. Ngoài ra thì quý vị cũng thể chọn thêm những cái ngày khác để cho được gì thuận lợi hơn, nhưng mà cũng nên tránh những cái ngày mà sát chủ thụ tử, nguyệt phá, nguyệt kỵ hoặc là tam nương vân vân thì nó sẽ không được cắt lành lắm đó. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc trong cái tháng 10 âm lịch là tháng Quý Hợi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.